xong là đi rồi là nó nhập trong một cái chương trình đó. Cái này không cần, trong này nó có sensor cảm biến. Vâng, đây là chặn sạc, nhưng mà người dùng thì chỉ có đổi pin đồng đi thôi. Không đủ điện thì nó không mở, thì nó bỏ ô bên này. Ừ, dùng gì nó đây, bây giờ cài đồng dùng chưa? Còn nút không này để tăng tốc như thế thì lên nhiều kinh. Bà chả đi vẫn. Nice.